sao lại chọn bài này để mà hát đi thi cho chương trình karaoke lần này? Thôi em bây giờ em nói gì vậy? Cái đoạn nói bài này hay. Anh hỏi em này nha, tại sao em chọn bài này? Tại vì có hai người không biết chọn ai. Có hai người không chọn ai. Giống như con Sơn chọn hai người. Bây giờ anh hỏi thử đi nha. Giữa anh và người yêu của em chọn ai? Vậy là không chọn ai. Không chọn ai hết. Có người thứ ba chọn Hoàng Gia Thiên. Quỷ sứ chút xíu nữa cũng gặp Hoàng Gia Thiên. Cảm ơn Sơn rất là nhiều. Và cái thứ vị bây giờ đợi mình hỏi ban giám khảo anh nhỉ. Dạ cảm ơn, muốn hỏi anh Tôn Trường Vũ. Anh đặt ra nữa, khổ ơi là khổ. Nghĩ sao cái thí dụ như cái giọng hát vừa rồi có hợp với cái bài vừa rồi không anh? Xin kính chào quý vị và chào em Ma Sơn Lư. Tôi xin có ý kiến thế này, đây cắm thêm ba điều kiện, ba cái phương diện. Thứ nhất là về giọng ca đó, thì tôi thấy em ca cũng được. Tôi muốn thấy em ca mạnh hơn nữa và lấy hơi những chỗ cần lấy hơi đầy hơn nữa thì mình mới đẩy được cái hơi lên, diễn tả được cái bài hát nó hay hơn như em muốn. Về nhịp điệu thì em chuẩn bị kỹ hơn thì mới có được cái đúng theo cái điệu mình muốn, cái gì mình hơi yếu chút xíu, em tập chút xíu nữa thì hy vọng em sẽ tiến hơn. Và về cách diễn tả thì cái phần này không cần phải quan trọng nhiều lắm trong cái giai đoạn này, tuy nhiên khi em vào giọt vòng trong đó thì em cũng phải chuẩn bị để tăng với các anh em khác, là tại vì trên sân khấu mình phải diễn tả cho nó có một cách gọi là tự tin hơn. Có thể tại đây nếu chuẩn bị hình thức trình bày như thế nào đó, đó là lời góp ý của tôi. Vâng, cảm ơn hiếm anh Tôn Thị Vũ rất là nhiều. Và mấy anh thí sinh cũng nên nhớ rằng những ý kiến của ban giám khảo là những cái món quà dành cho mình, và khi mình nghe được ý kiến đó có thể mình về mình sửa đổi thêm một đôi chút. Cho nên các em có nhớ rằng có thể cách đây 4 năm về trước có một trường hợp rất lạ, đó là hai thí sinh, nhiều thí sinh DC, trong đó cô Lê Nguyễn Lưu từng đoạt 100 điểm từ vòng sơ kết cho tới vòng bán kết luôn, nhưng tới khi chung kết cô lại lọt ra khỏi vòng không được một hạng nào hết, trong khi cô Thanh Thanh Huệ chỉ là 60 điểm 70 điểm 60 điểm 70 điểm, nhưng mà tới chung kết lại chọn một bài rất hay và luyện rất là nhuần nhuyễn cái bài đó cũng như cách trình bày, và cho nên cô đã đều đậu được cái bạn đó, bài đó gần được 100 điểm. Cho nên đây chỉ là mới thử thách lần đầu thôi, cho nên các em thí sinh về nhà cần gắng luyện hơn nữa. Và nhạc phẩm kế tiếp được mang tên Anh Sẽ Đến qua tiếng hát của thí sinh Gia Trường. Xin mời nhà bắt tay thật là lớn. Và em đây xuống với anh. Lời hứa năm đó nhớ hay em vội quên.
nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu. Dù tình ta có ai sau bao ngày ngăn cách, mà hôm nay tình yêu còn vẫn mãi. Anh sẽ đến dù nước mắt em bờ mi. Nên anh sẽ đến dù bóng em xa dần xa. Anh sẽ đến dù ngày nào vội vã tình ta. Anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi. Đời hứa năm đó nhớ thấy em hồi nguyện. Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu. Dù tình ta có phai sau bao ngày ngăn cách, mà hôm nay tình yêu còn vẫn mãi. Dù nước mắt quen bờ mi, nên anh sẽ đến. Dù bóng em xa dần dần, anh sẽ đến. Dù ngày tháng vẫn mãi tình ta, anh sẽ đến. Dù có đêm đêm lệ rơi. Dù chỉ bên em một bóng hồ, anh sẽ đến. Dù có đêm đêm lệ rơi, anh sẽ đến. Dù chỉ bên em một bóng hồ. Cảm ơn các bạn.